Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang ngồi ngay những cái bụi tre khổng lồ. Cái lứa này thì em trồng được khoảng tầm 6 tháng rưỡi thôi cô chú anh chị. Thì từ khi trồng những cành giống đầu tiên xuống thì bây giờ mình sẽ có được cái bụi tre nó cũng khá là lớn rồi ha. Bây giờ thì em sẽ tiến hành rong dọn cái đợt đầu tiên. Thì kể từ khi trồng á là mình chăm cho nó tự nhiên đi, nó lên cành nhỏ cành to gì kệ nó nha cô chú anh chị. Mình cứ bón phân, mình tưới, mình chăm thôi. Thì khoảng tháng thứ 6 rồi bắt đầu là mình sẽ rong dọn một lần. Rồi mình trồng đến khoảng tháng thứ 11, 12 đó là mình sẽ rong dọn một lần nữa cô chú anh chị ha. Để cho cái bụi tre mình nó có được một cái bụi hoàn chỉnh. Khi mà mình trồng tre khổng lồ thì từ những cái cành chiếc á thì nó mất khoảng tầm 12 tháng. Nó giống như tre mạnh tông của Việt Nam mình đó cô chú anh chị. Nó sẽ có một cái bụi tre hoàn chỉnh ha. Lúc này thì măng nó phải từ 2 đến 5 kg. Tre khổng lồ thì nó phát triển măng nó hơi chậm hơn những cái giống tre khác tại vì do măng của nó to đó cô chú anh chị. Nhưng mà nói về chất lượng của nó thì rất là ngon nha. Măng của nó mềm và rất là giòn, ngon hơn cái măng Điền Trúc, ngon hơn măng Tứ Quý ha. Thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh vô để cho cô chú chị mình xem là em sẽ rong dọn như thế nào. Những cái cành giống và những cái cây nhỏ hơn á, mình sẽ rong dọn bỏ nó đi để cho nó dồn sức nó nuôi những cái cây to hơn. Và nó có cái khoảng trống, nó có cái không gian để nó để ra những cái bút măng nó to hơn nha cô chú anh chị. Hiện bây giờ thì nó cũng còn nhỏ cô chú anh chị. Nó còn nhỏ, cái thân cây này thì khoảng nửa cổ tay à. Có cái thân cây măng nó to hơn nửa cổ tay xíu. Thì bây giờ mình sẽ cắt những cái này đi để nó tạo cái khoảng trống ha. Thì mình sẽ cắt cái đốt cuối cùng luôn. Đó. Đây nè, cái đốt cuối cùng ở dưới đất nè. Đây nè, nhỏ hơn nè, em cắt luôn. Này nhỏ hơn cắt luôn. Đó. Nếu mà cắt xong thì cô chú anh chị mình tiện tay đó, mình cắt cho nó gọn gàng lại rồi mình tiếp tục ủ vô trong góc ha. Cái đây là cái cành giống nè. Em sẽ cắt nó luôn. Đó. Rồi mình cắt nhỏ ra. Những cái cành mà nó thấp thấp bên dưới nè, khoảng nếu mà cái giai đoạn mà tầm 6 7 tháng đó cô chú anh chị là những cái tàn lá mà mình rong dọn á thì khoảng tầm 5 tấc trở lại thôi nha. Những cái cành này nè. Mình rong dọn để cho mình thứ nhất là mình dễ quan sát, thứ hai là cho nó trống trải xíu thôi. Tránh trường hợp mà mình rong quá cao nha cô chú anh chị, mình rong lên 1 2 mét đó là bây giờ là nó bị trống quá, nắng nó mà nó rọi vô gốc á thì nó làm gắt cái mặt đất, nó cũng hạn chế lên măng nữa cô chú anh chị. Nè bây giờ nè, ở trong đây nè, nó bị kẹt vô một nùi luôn. Ở đây nó rất là nhiều cây. Nó cái cây giống nó nằm trong đây nè. Để em cắt. Măng nó lên nhiều lắm cô chú anh chị. Em cắt ở đây là cũng là cái đốt cuối cùng. Cái đốt cuối cùng. Đó. Chứ mình không có chừa lại ngay, ví dụ như ngay cái để em thí dụ ngay cái này. Ví dụ như ngay cái đoạn này mà nó có cái mắt như thế này, nếu mà cô chú anh chị mình cắt ở bên trên nó mình chừa lại thì tiếp tục nó bung mầm ra, còn mà mình cắt ở giữa như thế này thì bây giờ nó vài bữa nữa nó sẽ khô xuống tới bên dưới ha. Nhưng mà cái bộ gốc nó vẫn còn sống nha cô chú anh chị. Sau khi mà em rong dọn rồi đó thì mình thấy nó trống hơn xíu rồi ha. Nhưng mà cô chú anh chị mình để ý nha, cái bụi này hiện tại là nó có 2, 4, 5 cây măng. 5 cây này nó đang phát triển, trong cái quá trình phát triển chưa bung bất kỳ một cái cành lá nào hết đó cô chú anh chị. Thậm chí là cái vỏ lụa nó vẫn còn xanh nè ha. Thì nếu mà bây giờ mà cô chú anh chị mình mà mình cắt hết những cái thân cây có lá này đi đó thì nó sẽ làm cho cái bụi này nó bị yếu nha. Nhẹ thì nó bị chai, những cây này nó phải phát triển chậm. Nặng xíu nữa là những cái cây này nó sẽ bị thúi, từ ở trên ngọn nó thúi xuống. Thúi đến khi nào mà nó đủ sức nó phục hồi được thì nó hết thúi thôi, nó ngưng lại. Đó, nên là mình rong như thế này để cho cái bụi của mình nó trống bớt đi. Thì cô chú anh chị mình trồng cái giống tre này thì nó sẽ có cái chiều hướng là nó nghiêng nha. Cái giai đoạn mà từ khi trồng đến tháng thứ 10, tháng thứ 11 và thậm chí là tháng thứ 12 nó sẽ nghiêng ra theo cái dạng hình chữ V như này cô chú anh chị. Cây nó chưa lên thẳng được tại vì cây nó còn nhỏ đó. Và thậm chí là có những bụi mà tháng thứ 12 luôn, có những cây nó lên bằng đầu gối mình luôn á, nhưng mà nó vẫn có chiều hướng nó nghiêng. Đến bắt đầu là thông thường thì khoảng tầm 12 tháng trở lên cái bụi mình nó cứng, nó sẽ có những cái cây nó lên thẳng được là do lúc đó là nó to rồi, nó còn lên thẳng được. Còn ban đầu mình trồng thì mình thấy nó nghiêng ngả nó xiên xiên qua cô chú anh chị ha. Cái đó là vấn đề bình thường nên cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cô chú mình nhớ là chú ý một điều là mình rong khoảng tầm 5 tấc xuống là mình rong thôi. Mình cắt thôi. Rồi mình chừa cho nó đến cái mùa nắng hoặc là mùa mưa cũng vậy, sẽ có những ngày nắng gắt lắm thì nó sẽ có được cái tàn lá nó che được cái bộ gốc nó mát cô chú anh chị, nó sẽ giữ ẩm được. Còn mà mình rong mà cộng với bên dưới mà không có miếng rơm khô hoặc là cỏ hay là lá tre ủ lại đó thì nắng nó sẽ rọi vô cái bộ gốc mình trực tiếp, mặc dù là cái bộ gốc của mình tưới nó đủ ẩm
nhưng mà nắng nó rọi gắt mặt đất quá cô chú anh chị, là gọi là nó nóng cái lớp mặt á, nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình mà mọc măng nha. Và bây giờ hiện tại cái bụi này sau khi mà mình rong dọn những cái cành nó nhỏ hơn rồi đó, thì cô chú mình nhìn xem là ở đây nó đang lên 4 cây măng nó sát nhau luôn, và bên đây cũng có một cây. Thì cái bụi này á là mình tính là 1, 2, 3, 4, 5, và cái thân bên đây nữa là 6 rồi. Nó nằm ở những cái cạnh rất là đều nhau luôn, nó giữ được cái bộ đế rất là tốt, nó đồng thanh đồng thủ với nhau ha. Nếu mà bây giờ cô chú anh chị mình mới trồng thì mình thấy như vậy mình sẽ không dám cắt đâu. Nếu mà cô chú anh chị mình cắt bỏ những cái thân cây này, cô chú anh chị mình tiếc. Nhưng mà đối với em thì bây giờ mình sẽ bỏ bớt, không thể nào để quá nhiều như vậy. Nhiều như vậy lên nữa thì nó kẹt, và thứ hai nó sẽ dồn sức, nó nuôi nhiều cây của chú anh chị thì nó sẽ chậm phát triển ha. Thì bây giờ là ở đây có một cái thân cây nó nằm ở góc này, ở đây một cái thân cây này to nó nằm ở góc này, và ở đây nó có một cái thân cây to nằm ở góc này. Thì em sẽ loại bỏ hai cây hai bên để nó tạo cái không gian trống nữa, sau này nó để măng nó dễ và nó dồn sức nó nuôi những cái cây to nhất của chú anh chị ha. Đó, bây giờ em sẽ cắt sát luôn. Cô chú anh chị mình nhớ là cắt cẩn thận, nếu mà cái lưỡi cưa nó chạm vào thân cây này thì nó bị thúi nha. Còn nếu mà nó động mạnh á, nó gây cho cái cây này nó bị cong đi, nó cũng bị hư nha cô chú anh chị. Thật là cẩn thận để mình loại bỏ nó đi. Khi mà mình loại bỏ thì mình cũng phải cắt sát bên dưới nha cô chú anh chị. Rồi, cái đó mình ngưng. Đó, thân cây này nè. Nó chỉ là cây măng tơ thôi cô chú anh chị. Mình loại bỏ nó ra thì nó trống của chú anh chị ha, thấy nó trống bắt đầu là nữa nó đơm ăn lên mà nó nhìn nó rất là đẹp, đồng thanh đồng thủ luôn. Cây này cũng vậy, sau khi mà mình loại bỏ rồi thì đây nó còn một thân, sau này nó đẻ măng ra thì măng nó sẽ mọc theo hướng này, còn ở bên trong cái bẻo lá bên đây thì nó sẽ bị kẹt ở trong đây rồi, nó sẽ không lên được ở trong đây, nó chỉ lên hướng này, và măng thì nó sẽ to hơn ha. Đây cái thân cây này cũng vậy. Và bên đây nhìn nó đều của chú anh chị. Rồi bắt đầu á, khi những cái thân cây này nè nó bung cành lá đầy đủ, thân cây này cũng vậy, và kể cả thân cây này nó bung cành lá đầy đủ ra, thì em sẽ loại bỏ cái thân cây già nó nằm kẹt ở giữa nè. Đó. Để cho cái bụi của mình nó giảm cây lại. Rồi nó tập trung, nó sẽ cân đối nó nuôi ha. Và bây giờ cái tàn lá của nó như thế này nè. Nếu mà mình cắt quá nhiều thì nó sẽ bớt lá lại, là cái bụi này nó sẽ bị chai như của chú anh chị, nó chậm lớn lại ha.